dự báo thời tiết đêm nay, gió mùa đông bắc sẽ tràn về ở miền Bắc nước ta. Nhiệt độ sẽ giảm từ 3 đến 4 độ, dao động khoảng 21 đến 22 độ. Bao nghe thấy chưa? Mai lại lạnh rồi đấy. Tối đi ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng có bật quạt vù vù như mọi hôm nhé. Mẹ yên tâm, Bao nhớ rồi à. 10 giờ rồi đó, hai đứa đi ngủ đi. Mai chơi tiếp. Vâng à, vậy Bu Bu đi ngủ đi nha. Anh về phòng đây. Dạ. Hích chơi với Bu Bu khiến mình tốn sức quá. Nóng thế này sao mà ngủ được. Thôi, bật quạt đi ngủ vậy. Có gì mình đắp chăn sau. Hích không hiểu tại sao lại tắc mũi thế này. Thôi, chả cần. Mình thở bằng miệng cũng được, lo gì. Cậu sao vậy Bo? À, tớ bị ngạt mũi ấy mà. Đừng lo, tớ vẫn thở bằng miệng bình thường. Nhưng bố tớ bảo thở bằng miệng nhiều không tốt đâu. Cậu về uống thuốc hay chữa cho mũi khỏi đi nhé. Tớ biết rồi, cảm ơn nha. Bong Ngô ơi, tại sao chúng ta không thể thở bằng miệng thay mũi nhỉ? Thế giờ cậu thấy thế nào? Thì có hơi khó chịu, ngắt quãng một chút vì phải lấy hơi nói mà. Đó chỉ là một trong những nhược điểm khi cậu thở bằng miệng thôi. Hít thở bằng miệng có nhiều ảnh hưởng xấu lắm. Đầu tiên, thở bằng miệng làm khô nước bọt của chúng ta. Vì có rất ít nước bọt, nó không thể bảo vệ chúng ta chống lại mầm bệnh gây hại. Đã thế còn gây hôi miệng hoặc sâu răng nữa. Thứ hai, ở trẻ em, việc thở bằng miệng liên tục có thể dẫn đến việc răng vẹo hoặc bị biến dạng hàm nhỏ. Khi răng hàm và răng bị biến dạng, dẫn tới việc nhai hoặc cắn gặp khó khăn. Thật vậy á? Chưa hết, thở bằng miệng có thể dẫn đến việc ngừng thở khi ngủ, dẫn đến việc thiếu ngủ gây ra mệt mỏi và kiệt sức. Nguy hiểm quá đi mất. Thế mà tớ cứ tưởng ngủ như vậy thoải mái hơn. Bo à, trong cơ thể chúng ta từng bộ phận đã có những vai trò riêng biệt rồi. Mũi cũng như vậy. Hít bằng mũi cũng có một số lợi thế như là: thứ nhất, lông mũi và tuyến tiết dịch nhảy trong mũi giúp ta lọc các chất lạ, bụi, chất gây dị ứng hay là vi khuẩn, tạo độ ẩm. Thứ hai, thở bằng mũi giúp giải phóng oxy nhiều hơn. Và cuối cùng, trong mũi còn chứa rất nhiều mao mạch để sưởi ấm không khí khi hít vào. Điều này làm cho nó phù hợp hơn khi vào đường hô hấp của chúng ta. Cậu biết không, hôm qua cậu để quạt thẳng vào mặt, không nghe lời mẹ dặn, gây khô mũi và tắc ngặt mũi đó. Hích, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa đâu.